Mọi người thì bây giờ là tụi mình sẽ đi về Sài Gòn lại nha. Hiện tại là anh em đã xuống dưới rồi. Hôm qua mình lên tới trên này mình mệt quá, mình đâu có quay được cái gì đâu. Thì đây là cái khách sạn của tụi mình ở ha. Nói chung là có vài anh em ở chung nhưng mà mấy ông ngáy ghê quá, đâu có ngủ được đâu. Trời ơi, trời ông Thiện ông ngáy thôi nhé luôn. À, để mình có cái clip mà mình cho anh em xem. Ông ngáy kinh khủng luôn. Ông ngáy như một cái tàu hỏa vậy đó. Thì hôm nay là mình có kết bên mình có một bạn mới là cái gì Baden ha. Baden là một bạn Tây ha. Hôm qua có ngủ chung này kia, anh em ở chung luôn. Thì bây giờ là mình sẽ xuống dưới, mình chuẩn bị đồ và cũng như kiểm tra cái xe của mình để mình chuẩn bị một cái tour ha. Thì tụi mình sẽ đi tour đi cái đèo Tây Bắc, ở Quân Gia Bắc, và cũng như là mình sẽ cho Baden thử trải nghiệm cái xe E72 cộng thì sẽ như thế nào ha. Quá ồn. Ok, rồi bây giờ là anh em mình sẽ đi về nha. Rồi, về lần đi rồi 15 ha. Chú ơi, chú cho mượn khóa 19 được không chú? Cái khóa 19. Xe của mình hiện tại là chạy là không hao một chút nhớt nha mọi người. Không hao nhớt. Có mình có cái dít dẹp không mà. Đó. Đây dít dẹp. Cập nhật tình hình ha, không thích hiện tại. Đó, thực sự là một cái xe mà anh em chạy nó bền hay không hoặc là nó êm hay không á là do cái cách của em chạy đấy nha. Thì người thọ nó là một cái phần yếu tố khá là quan trọng. Nhưng mà cái cách của mọi người chạy nó cũng là một cái phần gì đó không kém phần quan trọng ha. Cái cách của mình chạy á, thường thường là mình chạy xe ít khi nào mình qua tới 12 ngàn lắm. Thường thường là mình giữ ở khoảng 10, 11 ngàn không à. Ít khi nào mình chạy rất lai lắm. Thế nên cái xe của mình nó sẽ bền hoài. Đó, thì có nhiều người hỏi là sao xe của mình chạy bền hoài vậy. Với lại cái xe của mình canh cái nén khá là mềm. Be good.
cơ động đằng sau đấy không? Không biết là anh em nào bị dính rồi. Đằng sau có xe cơ động mọi người. Xui nhỉ. Đường tụi mình về khá là đông luôn nha anh em. Đông quá, mình thấy đông lắm. Nhưng mà nó đỡ hơn ngày hôm qua. Hôm qua anh em về mới đông. Hôm qua anh em về đông kinh khủng luôn. Chiếc xe chia đã hàng. Ghê ta, ghê ta. Biết mà, nhìn thấy biết ông cua. À. Rồi dạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chạy thử chiếc R15 nha. Tay, kiểu như tay ngồi lên nó cảm giác khác ha.
Ok. Wow, so light. Hey, be random, be careful. Be careful. You want me to drive it? Yeah. What? I said be careful. Be careful. I'm driving it, huh? Yay. Em nói ổng á là be careful. Ờ dạ, ông nói là cái gì em nghe em không rõ. Vô. Ghi máy lại, mình chạy cảm giác là mình không có quen chạy R15 mọi người. Nó không hề ghi cái máy lại luôn, chạy rất là khó chịu. À, nó yếu vậy luôn. Không mà hơi yếu nha mọi người. Nhưng mà chắc là tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng mà mình chạy xe lớn quen rồi, cái mình xuống cái xe này mình sẽ cảm giác nó bị yếu mọi người ạ. Máy hơi kêu nha. Trơn quá tao. Con này bên sau trơn quá. Để mình coi bạn bị nơi nó giờ. Ơ mày. Bánh sau cực kỳ trơn luôn nha mọi người, trơn nha. Mình vô cua là sáng một bên đâu mà, vô cua hầu như là bánh sau nó sáng quá. Cái xe nó khá là yếu mọi người. Đi cẩn thận ha, tại vì nếu mà cái đoạn này đi nhanh quá nó cũng nguy hiểm. Đó, nó trơn, cái bánh xe sau rất là trơn nha mọi người. Má nó yếu quá.
Và ông chạy bất tê luôn kìa. Ông chạy bất tê luôn. Oh shit. Bây giờ là mình chưa bao giờ mình cầm một con R15G để mình trải nghiệm hết. Tới giờ là mình chưa chạy R15G luôn. Mình chỉ chạy một con xe R15-72 tự do thôi. Thì mình thấy thực chất là R15G đó thì nó chạy nó cũng không hẳn là yếu. Nhưng mà so với lại cái dòng mà để độ nha thì R15 mình thấy khá là ít anh em độ. Tại vì cái đầu của nó mình nghe, mình cảm nhận là nó rất là giống cái đầu 100 F 155. Thế nên là độ mấy cái bài nó rất là khó ha. Và kiểu như là chi phí độ cũng cao thế nên ít anh em độ lắm. Khoái rồi, khoái rồi. Trơn quá, shit, trơn quá. Kiểu xe này như là xe để zin luôn á mọi người. Bánh đồ này nó zin hết trơn luôn á, nó trơn lắm. Bo cua là nó rất là trơn. Không dám bo luôn đó mọi người. Thì mình cũng khá là hạn chế về tiếng Anh á. Mình rất là giỏi tiếng Anh, thế nên là mình không có giao tiếp được nhiều. Mình chỉ giao tiếp được những cái cơ bản thôi. Về xe thì biết giao tiếp chút chút, chứ còn về cuộc sống hàng ngày thì thua. Nên là bây giờ đang gắng học tiếng Anh để giao tiếp với mọi người. Bờ Gia Bắc này thì mình thấy thì khá ít người đi nha mọi người. Chủ yếu là người dân ở đây thôi, họ đi thôi. Chứ chắc là mình thấy cũng không có nhiều người đi. Đó. Và đoạn đường đèo thì cái đoạn đường thì mình thấy cũng khá là được. Đánh giá khoảng 6 trên 10 nha mọi người. Chạy nhưng mà nó không có ổ gà nhiều. Nó không có ổ gà nhiều nhưng mà nó vẫn sẽ có nha. Thì đây là một cung đường đáng để anh em trải nghiệm. Nó lên là tới Bảo Lộc. Thì mọi người đi đường quốc lộ 1A. Nó sẽ xa hơn so với việc mà anh em chạy chạy hướng quốc lộ 20 là tầm khoảng mấy chục cây đó. Nhưng mà nó được một cái là mọi người chạy qua cái chốt khá là êm. Tại vì nó có khá là nhiều chốt ở khúc Bảo Lộc. Hiện tại là khá là nhiều chốt nha. Anh em chạy đường quốc lộ 1A này cũng khá là êm chứ không có vấn đề gì hết ha. Thực chất là mình đi trước R15 mình đi không quen mọi người ạ. Với lại cái bánh sau của nó sảng quá, mình không dám chạy. Bo cũng không được luôn. Nó xỉ không à. Kiểu như là nó trơn quá mọi người. Bánh sau nó trơn cực kỳ luôn. Ok. Dạ dạ dạ. Giờ vô. Yeah, it's so fast. How much does it cost to get it like that? What? How much does it cost, brand new, to get it like that? Nhiều bài, cái này là tầm khoảng 30 30 triệu. Yeah, full, oh yeah. Bao nhiêu tiền? Mình nói là 30 cái ông hỏi là toàn bộ xe hả? Theo mình hiểu sơ là vậy. Dạ. Thế vô, nói chung là chạy trước đầu 15 đó thực sự là cái bánh sau của nó bị mòn mọi người ơi. Bánh sau với lại cái phụ trước đồ nó mòn, chạy khó chịu lắm. Bo không quen nó là té chết. Nó trơn lắm mọi người ạ. Đi vô rứa đèo nha, đánh giá một xíu cực kỳ xấu nha, đường khá là xấu ấy. Anh em chạy từ từ thôi nhá, tại vì nó có một cái đoạn đường cực kỳ xấu luôn. Anh em chạy nhanh là dễ tèo lắm nha. Thì đây là một cái đoạn đường mà mình thấy thì đét chạy này hả?
Phải không? Nói chung là da đầu nó yếu thôi. Da đầu nó yếu nhưng mà khi mình đi cái tour cao cao á, bắt đầu cái máy nó mới phát. Đúng rồi. Ở cái tour cao á, xe nó mới mạnh. Nó hút ghê lắm. Nó hút ghê lắm. Còn cái còn mình đi đèo, mình chạy số 2, số 3 thì chậm chậm á. Không cảm nhận được đúng không? Cảm giác nó hơi đuối. Cái này, ủa nó bị rớt gì rồi? Làm gì hả? Ở chụp hình hả? Selfie. Dạ dạ dạ. Đây này đó, đèo gì hả? Đèo ra Bắc. Đèo ra Bắc á hả? Xấu vậy? Xấu vãi lồn luôn á. Đèo ra Bắc xấu vãi luôn. Ôi bánh xe của ấy trơn quá à. Xe của gì quên mấy tên rồi. Xe của gì ta? Redden. Redden. Xin lỗi hay quên. Bánh xe trơn rồi à. Cái bánh xe trơn vãi. Your tire is so sleepy, you know? Is it? Yeah. Yeah. Here and here. Yeah. Ổng muốn đổ cái cục máy giống như em vậy đó. Nhiêu? Ai nút? Dạ, đợi xíu. Là độ giống vậy hả? You want like that? Yes, nhiều. Feels good. Tầm 30 á. 30, 30 30 million. Dạ. Okay. Actually same engine, cùng máy mà. Không, no. Không, R15 nó chỉ khác chút xíu đúng không? Không, khác nhiều lắm. Khác nhiều lắm luôn. Đúng rồi, tại R15 là VVA. VVA. Nếu mà muốn độ theo kiểu dạng này là bỏ nguyên cục R15, đập cục 150 vô. Là bê nguyên cục đó qua luôn. So if you want to modify that, it's like change the whole engine. Này là không bỏ lên bô sắp. Kawasaki ZX25 and put a turbo on it. Yeah. Can I do that? Yeah. So you can sell it, buy it, or keep it. Sell it. Sell it and file it, yeah, sell it, right? Yeah, yeah. And then turbo. Good. Cái đầu nó đâu hoạt động của bộ đâu. Má đuôi chết mẹ luôn gì. Nén chín chấm rồi, cái đầu là nén chín chấm à. Nói chung là cái này chỉ chạy hậu thôi. Cái để vô là chạy nhẹ. Thấy cái turbo á, nó thực sự là khá là mạnh nha mọi người, thực sự là mạnh nha. Nhưng mà để mà tối ưu hóa một con turbo để mà chạy phố hoặc là chạy ấy, chạy tour này kia thì nó chưa hẳn là hoàn hảo đâu mọi người. Nó mình nghĩ là ông Phương còn phải thêm nghiên cứu thêm vài điểm nữa. Như có nhiều con turbo thì mình thấy ưu điểm của turbo là cái việc mà cái hậu nó rút rất là lẹ và nó tăng HP rất là cao. Nhưng mà cái nhược điểm á là mình thấy nha, nó rất là dễ chết kim phun nè. Mấy con lớn như ông Phương là rất là dễ chết kim phun. Hoặc là những con xe chia này thì mấy cái kiểu giống như là cái đằng trước của nó làm nó không có được gọn á, nó không có được gọn. Với lại mình thấy là chạy đèo nha, khá là yếu. Chạy đèo khá là yếu, mình thấy là yếu nha, thật sự luôn. Chỉ dùng để chạy đồng bằng thôi, chứ mà nên lên đèo chạy không lại không mấy con xe sổ đâu. Không chạy lại con xe sổ đâu. Tại vì cái đầu mấy con này yếu lắm mọi người. Yếu và cái mình thấy cảm thấy yếu. Chạy không lại con xe sổ đâu. Mấy con này á, cái ga nó hút thì phải ga cuối tầm 10.000, 90.000 bắt đầu xe nó hút. Còn như xe sổ tầm 3-4.000 là xe lâm đi rồi. Thì cái nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Còn turbo á, thì mạnh. Mạnh về HP cực kỳ mạnh. Đó. Còn ẹt thì nó cũng mạnh về HP nhưng mà nó mạnh không bằng turbo đâu mọi người. Mình bảo đảm không mạnh bằng turbo đâu ha. Ok, thì mỗi xe nó có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng ha. Nhưng mà thôi, bây giờ anh em tiếp tục chạy nha. Mình đang đi kè thằng cu này, tại thằng cu này nó đi turbo thì nó đi hơi chậm chút. Tại vì cái né của nó khá là mềm, có 9 chấm mà, 9 chấm hay 8 chấm mấy à. Thế nên là cái đầu nó đi rất là đủ ha. Ok. Bắt đầu vô
đường đẹp rồi nha mọi người. Vừa được một đoạn đẹp xong. Bây giờ là anh em mình tiếp tục đi nha. Ở đó có một mình thôi. Mọi người chạy trước rồi. Mình thì mình đi chung với thằng Rider Turbo. Thì mình đợi cô em ha. Thì đây là xe của mình. Nó vẫn còn rất là êm, không hao nhớt nha, không bị cái gì hết. Ok, Turbo chạy tới đó. Turbo